thầy, có phải pháp nào do nhân duyên hòa hợp tạo thành thì pháp đó không có tự tánh riêng biệt? Vậy tâm, tâm sở, sắc pháp cũng do nhiều nhân duyên tạo thành thì có tự tánh hay không ạ? Cái hiện tượng á, trong hiện tượng á, bởi vì á, trong mỗi pháp như vậy á, nó có hai cái mặt mà do mình không thấy được cái gì là tánh, cái gì là tướng. Đúng ra là mình nói tánh tướng thôi, chứ còn nói sâu cho nói cho đủ á, là tánh tướng thể dụng. Thì cái thể tướng dùng á là có thể thay đổi, có thể sinh diệt, nhưng mà tánh thì không sinh diệt. Tánh là không sinh diệt. Thí dụ như thế này, nước. Nước á, thì nó có thể bốc hơi. Nhưng mà hơi vẫn là tánh nước. Nhưng mà tướng hơi nó khác à, tướng hơi là cái thể tướng dùng của hơi nó khác. Rồi nó bay lên nó thành mây. Thì mây là thể tướng dùng khác, nhưng mà vẫn là tánh nước. Mây nó mưa, nó trở thành nước mưa. Nước mưa đó là nó khác, nhưng mà nó cũng là tánh nước. Rồi nó rơi xuống sông thì nó thành nước sông, nhưng mà nó vẫn là tánh nước. Nó xuống nước biển thì nó vẫn là tánh nước. Nó có thể khác, thể tướng và dùng, nhưng mà tánh thì không thay đổi. Đó. Bây giờ con người mình, ví dụ mình sinh ra một đứa bé, rồi bây giờ 10 tuổi là nó đứa khác rồi, 20 tuổi nó thành đứa khác rồi, 30 tuổi thành đứa khác rồi. Cho nên á, cái lý lịch với là cái khai sinh rồi là hoàn toàn vô nghĩa. Tức là mỗi lúc là phải khai sinh lại hết. Một tuổi phải khai sinh lại, rồi một tuổi một giây là phải khai sinh lại, bởi vì nó khác rồi. Nhưng mà nó vẫn là một đứa đó thôi. Tức là trên cái bề mặt của cái bề mặt á, của thể tướng dùng á, thì nó thay đổi, nhưng mà nó vẫn là nó. Cho nên bây giờ thầy cứ làm nghiệp ác cho đã đi, mai mốt cô này sẽ chịu. bởi vì thầy mất hết rồi, xong rồi là hết rồi, chứ tôi đâu có chịu đâu. Như vậy có cái gì chịu cái đó. Tức là trong đó nó vẫn có cái thường, nhưng mà có cái thì là luôn thay đổi. Vậy thì á, khi mà mình chấp vào cái vô thường không thôi á, thì gọi là đoạn kiến. Mà chấp vào cái thường không thôi á, thì gọi là thường kiến. Còn cái người thấy cả hai đó thì không rơi vào nhị nguyên. Nhị nguyên tức là chấp một phía, mà người ta thấy là bất nhị, tức là hai trong một. Chứ không phải là chỉ có vô thường không, hay là chỉ có thường không. Nhưng tại sao Đức Phật ngài nói vô thường? Là bởi vì mình cứ bám víu vào cái tướng dục, cái tướng. Mình cứ bám víu vào cái tướng. Cho nên á, phải nói vô thường để cho họ đừng có bám víu nữa. Và họ nếu họ chiêm nghiệm thì họ sẽ thấy đúng là vô thường. Cho nên mình, người mà thấy được vô thường thì người ta sẽ không bám víu. Đó. Mà thực ra đó, trong đạo Phật cái chính là không bám víu. Cái giải thoát chính là không bám víu. Mà không bám víu là phải thấy được bản chất thật của các cái hiện tượng hay là của các cái pháp hữu vi. Nhưng mà cái mà không sinh, không hữu, không tác, không thành á, thì cái đó chính là cái mục đích của cái tu tập, để đi trở về lại với cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Tức là cái đó nó đã có sẵn. Chứ còn á, còn mình mới là tạo ra những cái luân hồi sinh tử, chính là mình tạo ra cái thường, cái lạc, cái ngã. Mình tạo ra những cái đó chỉ là ảo tưởng. Mà mình làm sao mà thấy được tánh tướng thể dụng
Cái nào là tánh là tánh, cái nào tướng là tướng, cái nào thể là thể, cái nào dụng là dụng. Nhưng mà trong hiện tượng thì đương nhiên là không có tánh. Tại vì hiện tượng nó cứ thay đổi hoài mà làm gì có cái tánh trong hiện tượng. Phải không? Nhưng mà thực ra đó là vẫn cái gốc của tánh đó, thì vẫn không mất. Ví dụ như bây giờ mình giao một cái hạt ổi. Mình thích ăn ổi cho nên là mình kiếm hạt ổi về mình giao cái hạt ổi. Cái nó vô thường nó, cho nó biến giam hồi cái mình lên thấy cây xoài. Trang ngồi đây cây xoài. Cái xoài nó lên cái ngày mai ra cái thấy thành cái bưởi. Giác ngộ vô thường á, giác ngộ vô thường là giác ngộ kiểu đó. Nhưng tại sao là cái hạt ổi nó cứ lên cái ổi hoài? Mà thậm chí là cái ổi nó là cái ổi đỏ, ruột đỏ thì nó vẫn cứ lên cái cây, cái ổi ruột đỏ là sao? Vậy thì trong cái vô thường này á, trong cái vô thường này á, trong cái tính tướng thể dụng á, thì cái nào tướng thể dụng thì cái nào vô thường. Tìm tánh ở trong đó thì không có. Bởi vì nó vô thường cho nên mình cứ thấy vô thường không muốn sao thấy tánh. Nhưng mà thực ra nó vẫn có tánh. Cái chữ tánh mà nói là vô tánh ở đây đó là ý là nói thế này. Ví dụ như cái nhà này này, nó làm bằng xi măng, bằng cát, bằng gạch, bằng gì đó, sắt rồi gì lung tung ở trong đó. Rồi thờ người thờ làm, rồi phải có nước để mà trộn xi măng. Tức là nó có rất nhiều thứ. Cho nên nó không có một cái gọi là cái nhà. Cái mà nói là không có cái từ tánh có nghĩa là vậy. Không có một cái gì mà gọi là cái nhà cả. Bởi vì nó là cát, là đá, là này kia, nó tạo thành cho đâu có cái gì mà cái nhà đâu. Đó, không có từ tánh là không có từ tánh theo nghĩa đó. Thì mới đúng. Chứ không phải vơ đụa cả năm hệ nói không có từ tánh là không có cái gì có tánh hết á, là hoàn toàn sai lầm. Nếu không có cái gì tánh hết á thì Đức Phật Thích Ca từ khi mà ngài còn là sinh tử, còn là cái chúng sanh thấp nhất, rồi ngài tu cho đến khi mà ngài giác ngộ ra thành Đức Phật Thích Ca là thành ra 10 vạn người à, 2-3 tỷ người à, thành ra. Mà tại sao vẫn cứ nói là Phật Thích Ca? Vậy thì cái gì là cái mà biến đổi, mà cái gì là không biến đổi chứ? Chứ phải cái gì cũng biến đổi hết trơn là sao? Cho nên đó, chấp thường là thành thường kiến, chấp vô thường là thành đoạn kiến. Do đó phải thấy đầy đủ tánh tướng thể dụng. Nhưng mà trong cái nhà này mà tìm được cái tánh nhà là không có đâu á. nhưng mà có tánh của nó chính là đất nước lửa gió, chứ không phải không có tánh đất, tánh nước, tánh lửa, tánh gió thì ở đâu cũng có hết trơn á. Cái nhà hay là cái cây hay là cái ổi, cái xoài gì mà, hai cây khác nhau vậy đó, nhưng mà vẫn là đất nước lửa gió thôi. Dạ kính bạch thầy, phải chăng một yêu cầu bắt buộc và không thể thiếu được trong con đường giác ngộ và giải thoát là phải giác ngộ tứ thánh đế, phải thấy rõ khổ, hiểu rõ về khổ, phải tuệ quán khổ, liễu tri khổ và thực chứng khổ. Khi thấy được cái gì là khổ, cái gì không phải là khổ, thì người đó sẽ giác ngộ và giải thoát, phải không ạ? Và đặc biệt, khi thấy ra khổ và giác ngộ tứ thánh đế, thì người đó có thể thấy được cái thấy biết bao trùm, sáng tỏ như đêm trăng rằm, thấu rõ mọi sự vật hiện tượng trong đời sống của người đó, có phải không ạ? Con xin cảm ơn. Phải. Đúng rồi, gì nữa. Tức là khi mà thầy nói là thấy sự thật, thấy ra sự thật, thì cái chữ mà sự thật đó là thầy
ám chỉ là bốn sự thật. Nhưng mà khi lúc đầu á, lúc đầu mình trở về trọn vẹn tỉnh thức để thấy ra, thì lúc đầu mình chỉ thấy ra, là cái gì thì mình thấy ra đó thôi. Ví dụ thân thì mình thấy thân, thọ thì thấy thọ, tâm thì thấy tâm, pháp thì thấy pháp vậy thôi. Nhưng mà thấy đúng là cũng là thấy sự thật. Nhưng mà cho đến một lúc mới quán triệt hết tất cả những cái đó đó, thì cuối cùng là cái mà thấy ra rốt ráo nhất đó chính là thấy ra tập đế, khổ đế, đạo đế, diệt đế. Nhưng có một điều là thế này, thường á là người ta cứ nghĩ rằng là mình á hiện giờ là chỉ có tập đế, khổ đế thôi, chứ không có đạo đế, diệt đế. Đó là một nhầm lẫn rất là lớn. Thực ra đạo đế, diệt đế là nó có sẵn, không có ai làm được hết. Không có ai có thể làm ra đạo đế, diệt đế được cả. Mà đạo đế, diệt đế là hoàn toàn có sẵn. Có sẵn nơi mỗi người. Nhưng mà bị trói buộc, che lấp bởi cái ta ảo tưởng. Cho nên mới tạo ra là không biết bao nhiêu là cái ảo. Rồi chạy theo cái ảo đó. Cho nên mới gọi là sinh tử luân hồi. À, thì khi mà buông, cho nên Đức Phật này nói là giáo pháp của Như Lai chỉ cần là xả ly, ly tham đoàn diệt thì an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Thì cái an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn nó có sẵn, chỉ cần xả ly, ly tham đoàn diệt cái che lấp trói buộc thôi. Đó, mà che lấp trói buộc nó do đâu mà ra? Do cái ta ảo tưởng. Vậy thì chỉ cần soi sáng lại để thấy ra đâu là cái ta ảo tưởng để buông đi, thì nó sẽ từ hiện bày lại cái đạo đế, diệt đế. Chứ không phải là bây giờ mình phải làm từng chút đạo đế, làm từng chút đạo đế để mà đi tới diệt đế. Không phải vậy. Rồi có nhiều người hiểu lầm ra là mình tạo ra được diệt đế. Không có. Không ai tạo ra được diệt đế cả. Nếu mà tạo ra được diệt đế thì bạn ngạ con nguyến. Nếu tạo ra được đạo đế thì bạn ngã con nguyến. Nhưng mà cái này nó là vô ngã. Nó là vô ngã mà, chứ đâu phải mình tạo ra được. Chỉ có một chút xíu rất là dễ thấy, nhưng mà bị hiểu lầm cực kỳ lớn. Mà hiểu lầm này làm cho người ta cứ cố gắng mà tu kiểu này, rồi tu kiểu kia, rồi bày ra pháp này, rồi bày ra pháp nọ đủ thứ. Đó. Để mà tu, để mà làm sao mà rèn luyện cho tới, đạt tới được Niết Bàn. gọi là Niết Bàn Đại Ngã. Đó. Rồi, câu khác. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. À, dạ, thưa sư ông, con thường hay bị khựng lại sau khi bị vọng tưởng hoặc các ý khởi lên điều gì đó. Con biết đó là cố ý thấy rõ, chứ không phải là tự nhiên thấy. Con thắc mắc, cái giây phút khựng lại đó, nó lặp lại nhiều lần quá, có sao không ạ? À? Làm sao để tự nhiên thấy mà không phải cố ý ạ? À? Con xin biết ơn sư ông. Lúc đầu thì vì còn cái bản ngã, cho nên là thường là dễ bị cái bản ngã nó điều khiển. Do đó mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của bạn ngã, chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của tự tánh vốn có. Nhưng mà đến một cái lúc đó, khi mà ban đầu thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như vậy, nhưng mà rồi có một cái lúc nào đó bỗng nhiên, cái bỗng nhiên này không biết là do pháp vận hành hay là pháp khai thị hay sao đó, nói theo kiểu bên Thiên Chúa giáo đó là mặc khải, tức là bỗng nhiên có một lúc nào đó mà quên luôn cái bản ngã và tâm trở về với cái rộng lặng trong sáng. Nó có mấy giây thôi, có thể là mấy giây, nhiều lắm là 30 giây. Bỗng nhiên mất cái bản ngã. Có thể đó là một cái mà bên Đạo Thiên Chúa người ta gọi là mặc khải. À,
thì á thì tự nhiên là quả sao mình không làm gì cả mà sao vẫn thấy rõ hơn cả cái khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái điều này á, thì bản thân thầy á thì gặp rất là nhiều lần, những cái giây phút đó thầy gặp rất nhiều lần, và đặc biệt lần đầu tiên á, mà thầy gặp á, là thầy kể nói là lúc đầu á, là thầy vẫn hành theo kiểu mà rất là tích cực miên mật đó. Tích cực miên mật đến độ mà thầy đi trong cái chánh điện là tắt đèn hết, mà tự nhiên thấy sáng, bừng sáng lên cả cái chánh điện, tự nhiên sáng lên như thử là bật đèn hết. Thì nhìn lại đèn, nhìn thấy mấy cái đèn là không có cái đèn nào sáng hết, mà tự nhiên nó sáng lên. Thì lần đầu tiên là thầy thấy rằng là vậy là không đúng rồi, bởi vì cái này là thiền định, đây là cái ấn chứng của thiền định, cái đây không phải thiền tuệ. Mà sau này khi mà nghiên cứu sâu hơn á, thầy mới thấy rằng là đúng là đây là một trong mười cái trở ngại của thiền tuệ. Mà thầy lúc đó chưa biết đó là 10 trở ngại, nhưng mà lại không biết sao nhờ pháp khai thị ra không biết, và tự nhiên thầy thấy là ủa như vậy là thiền định, nó chứ đâu phải thiền tuệ. Nhưng mà mình biết vậy thôi, nhưng mà rồi mình cũng đâu có cách nào khác, mình cũng vẫn cứ hành như cũ thôi, vẫn tích cực miên mật, cũng là đi rồi dỡ bước đạp rồi này kia, phòng xẹp rồi đó, cứ làm hoài đó. Thì bữa đó thầy mới thấy cái này thầy kể rồi, bữa đó đang cũng đi trong chánh điện, hồi đó chánh điện ở Kỳ Viên á, hồi đó thầy còn ở chùa Kỳ Viên. Thì bữa đó thầy đi bên nó đau bụng. Thì lúc đầu mình cứ ráng mà đi đó, nhưng mà nó đau bụng quá chịu không nổi, bỏ chạy. Lúc đầu mình đi hành á thì mình đi chậm từng chút vậy á. Mà bây giờ là bỏ chạy. Chạy mà chạy lên trên lầu bập cái chánh điện chùa Kỳ Viên á, là từ trên chánh điện là phải chạy xuống cái phòng ăn cái đã, rồi mới chạy ra ngoài bên ngoài, rồi mới chạy lên lại cái cầu thang mới chạy tới cuối cái dãy phòng á, thì cái toilet nó nằm cuối cùng đó, là luôn là trong khi chạy đó, chính trong khi chạy đó là hoàn toàn là sự vận hành của pháp, không có ý đồ gì mình trong đó cả, chỉ lo chạy thôi chứ không biết, chứ không có ý đồ gì trong đó, không có hành, cũng không có gì cả. Nhưng bỗng nhiên thấy ra là ủa, thì tại sao trong lúc chạy này lại là rất rõ ràng, hoàn toàn mình bỏ tu rồi. mình lo chạy chứ đâu có mình đâu có tu, bỏ tu lo chạy, nhưng mà chính cái lúc chạy đó lại thấy rất rõ ràng. Thì lúc đó lại thầy lại ngộ ra một chuyện là té ra mình làm cho phức tạp ra, mà lại ra phải để tâm rất là giản dị, mình là cố ý theo ý mình không để tâm tự nhiên à. Vì vậy cho nên á mình không thấy được, té ra là chính lúc mà cái tâm mình giản dị tự nhiên và không có ý đồ gì cả đó, thì lúc đó lại là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cao nhất, không phải cao nhất mà là đúng nhất, đúng mức nhất. À thì lúc đầu á thì thấy cái này là thiền định nhưng mà không biết làm sao thoát ra. Đến cái lần thứ hai á thì nhờ cái mà chạy đó, nhờ bị pháp nhờ bị pháp đẩy, pháp thúc chạy, khi đó chạy á mới là thấy ra vấn đề. Từ đó thầy để tự nhiên và thấy rằng là ủa, mình để tự nhiên thì làm gì cũng thấy rõ ràng hết, thậm chí mình ngồi tự nhiên rồi thì cũng chim hót là nghe liền đó. Tức là tất cả mọi cái đều hoàn toàn tự nhiên đó. Thì khi mà thật ra khi mà tự nhiên như vậy á, nó mới là vô ngã chứ. Chứ làm sao, chẳng ra khi mà mình tích cực miên mật là bạn ngã rồi.
Cho nên cái khi mà nó, khi mà cái khừng lại đó đó là giống như giữa hai cái mức, là một là tự nhiên, mà cái tự nhiên là luôn luôn nó trả lại cho tự nhiên. Ví dụ như cái nước mình múc ở trong trong cái ly thì ly, nhưng mà khi đổ ra thì nó vẫn chạy tự nhiên thôi. Cho nên á, cái tâm mình á, và thân, và tâm, và hạ thân tâm cận đều nó là trôi tại tự nhiên theo sự vận hành của pháp. Nhưng mà do cái ý đồ của mình cứ xen vô là muốn thế này, muốn thế kia, muốn thế nọ, cho nên thầy mới nói là cái bản ngã là cướp công pháp, rồi ăn trộm pháp, và thọc gậy bên xe pháp là vậy. Chứ còn thật ra để tự nhiên á, thì cái tâm mình nó mới trở về cái sự an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Mà cái mà cho nên á, thầy mới nói lại là đạo đế và dược đế là nó có sẵn, chỉ có tập đế, khổ đế là do bản ngã tạo ra mà che lấp trói buộc lại thôi. Do đó giác ngộ đó là thoát ra khỏi cái tập đế, khổ đế, để trở về lại với cái đạo đế, dược đế vốn đã có sẵn ở mỗi người. Và khi đã có sẵn ở mỗi người đó thì lại hoàn toàn bình đẳng, không có người này là giác ngộ lớn hơn, người kia giác ngộ nhỏ hơn, không có chuyện đó. Bởi vì cái niết bàn đó là không phải của riêng ai, mà niết bàn đó là có sẵn. Cái đạo đế đó nó cũng phải là công lao của mình. Cho nên có một câu nói của rất đúng, đó là chân giác vô công. Tức là giác ngộ không có công lao gì hết. Công lao là khi nào mình thấy là mình cố mà hành thế này, tôi dự giới rất là giỏi, tôi thiền định rất là cao, tôi thiền tuệ rất là miên mật, thì cái đó là mới là công lao của bản ngã. Chứ còn té ra khi giác ngộ thì thấy là không có, hoàn toàn không có công lao gì cả. Tánh biết từ thấy pháp, phản ánh pháp một cách hoàn toàn tự nhiên. Đó. Cho nên khựng lại là đúng, khựng lại chính là cái mức ở giữa cái ngã và cái vô ngã của tinh tấn chánh niệm tịnh giác. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, con quan sát thấy cuộc sống dường như không có hành vi nào là hoàn hảo, luôn có mặt tốt và mặt xấu. Như con ở chung cư, nhà có gián, con rất thương, không giết, thì gián phát sinh ra nhiều lên, làm cho chồng con rất khó chịu vì anh ấy rất sợ gián. Rồi con sợ gián bò qua khắp các nhà xung quanh trong chung cư thì lại làm khổ hàng xóm. Cuối cùng không còn cách nào khác nên con phải đặt thuốc diệt gián thì làm hại chúng. Phải chăng không thể nào có hành vi tốt hoàn hảo phải không ạ? À? Hay vì con đã làm sai? Kính mong thầy khai thị. Con xin cảm ơn. Nó có hai cách. Hiện nay là hình như Thái Lan họ có cái thuốc gì đó mà xịt vô là không có hại gì hết, nhưng mà gán với chuột rồi này kia là nó không tới được. Không biết cái đó thì thầy chỉ nghe quảng cáo vậy thôi, chứ còn chưa không biết có phải không. Tức là người ta thậm chí người ta xịt lên chén bát rồi này kia, vì trong cái tụ chén đó nhiều khi dán rồi nó vô đó, thì người ta xịt vô trong tụ chén vậy thôi, thì không có hại độc hại gì hết. Nhưng mà kêu lại là cái mùi hay cái gì đó mà nó họ nghiên cứu ra là kỳ dán kỳ chuột sao đó nha, cho nên nó họ cũng không tới nữa, thấy cái mùi đó nó không tới nữa. Cái đó là một cách. Cách thứ hai nó siêu hơn. Cách thứ hai siêu hơn là rải tâm từ cho nó, xin nó đi chơi chỗ khác. Điều này là có người đã làm được, thậm chí thầy cũng đã từng thử làm được, nhưng mà thầy cũng không làm, sao thầy vẫn cứ để tự nhiên thôi chứ không có làm. Nhưng mà thầy đã thử và thành công. Và có một cách nữa, là người ta thường hay gọi là khoáng á. Khoáng hay là đặt cái ranh giới. Ví dụ như mình định, mà phải có cái tâm nha, cái tâm này nó vạch một cái đường vậy đó, nói là
giảng không có vô được này. Và tự nhiên tới đó là nó không vô. Cái này là các cái vị mà họ ở trong trong rừng á, họ ở trong rừng á, họ ngồi dưới gốc cây họ hành thiền chẳng hạn, thì trong đó là nhiều cái cọp beo rắn rít rồi đủ thứ hết trơn á, cho nên họ phải dùng cái cách đó vẽ một vòng tròn, vẽ mà vẽ bằng tâm nghe, chứ không phải là vẽ, không phải lấy đồ mà vẽ bằng tâm á, vẽ một vòng tròn chung quanh cái cây đó, đó nguyện á, với một tâm nguyện, nguyện là không có cọp beo rắn rết gì vô trong này, là tự nhiên họ ngồi trong đó yên à. Và khi có vị khi họ mở mắt ra họ thấy là cọp luôn nó nằm ngoài cái vòng đó. Cho nên cái này thì nó có nhiều cách, nhưng mình chưa biết cách rồi thôi, chứ con chắc chắn là có cách. Có một cách khác á, là thí dụ như kiến là nó hay phá dữ lắm, mà thật ra nó không phải phá, nó đâu có cố ý phá mình đâu, nó đi kiếm ăn đâu, cho nó đâu có cố ý phá mình. Thì mình mới lấy đồ ăn á, mình để ra một cái chỗ nào đó bên ngoài hay sao đó, trên cái đường đi của nó, là cho nó ăn, là nó cứ tập trung nó ăn là nó không đi phá nữa. Với lại là một mặt khác á, vẫn phải đại tâm từ. Nó có một cái cung kiến mà nó kiến quê thầy gọi là kiến riện, nó nhỏ tí xíu à, mà nó bò cung khắp hết trơn á, mà mỗi nhiều khi nó bò lên trên cái giường thầy nằm á, nằm ngủ tự nhiên nửa đêm, mà nó ưa cắn bậy lắm. Nó cứ cắn làm mình ngủ cũng được. Tối nào thầy cũng phải lấy đèn pin rồi. Nhưng mà vừa rồi vừa đại tâm tư. Vừa đại tâm tư. Có một lần á, thầy có kể cái chuyện này rồi. Hồi đó ngài Pháp Lạc á, ngài mới kêu thầy xuống dưới Mỹ Tho ngày mai á, ngày hôm sau là có lễ. Cho nên ngài mới kêu xuống để ở đó để sáng mai là có lễ thì thầy thuyết pháp. Ngài giao cho thầy thuyết pháp. Mà ngài này nhường cái phòng của ngài cho thầy luôn, ngủ luôn, bởi vì lúc đó ở dưới đó còn đơn sơ quá, không có chỗ nhiều. Ngài nhường cái phòng của ngài cho thầy ngủ. Trời ơi, nó chuột nó vô. Mình trẻ mùng lại rồi, tấn mùng nó đang và nó cũng vô, nó vô nó phá quá. Lúc đầu mình nói chết rồi, tối mà kiểu này mà ngủ không được thì làm sao mà sáng thuyết pháp. Cái thầy mới nhớ là hồi xưa đó ông anh thầy là trồng sen trên hồ Tịnh Tâm á, sen hồ Tịnh Tâm ở Huế là nổi tiếng á, thì á anh trồng sen, cái sau đó khi mà 30 tháng 4 đó thì nhà nước là thu hồi lại hết, chứ không có người nào mà hồi xưa là mình đấu thầu, tức là ai đấu thầu được thì là trồng. Thì anh thầy là thường hay trồng cái đó, nhưng cái sau mới hợp tác xã là gì đó họ mới trồng, mà trồng là vô chuột nó phá cái sen là nó hư hết. Thì mới hỏi ông anh thầy ấy, nói là anh làm sao mà hồi xưa anh trồng anh làm sao mà không có chuột phá. Anh nói phải cúng. Mà thật ra thầy mới hiểu, tại vì người ta ở ngoài đời thì người ta nghĩ là cúng, nhưng mà khi nghe anh kể lại thì thầy mới hiểu rằng là thật ra đó là đại tâm tư thôi. Tức là khi cũng là một hiệp ước giải hòa với chuột đó. Thập hương thập đồ đàng hoàng là để làm chi? Để cho mình thành tâm thôi. Cái mục đích đó, thập hương để chuối đồ này kia đó, để mình thành tâm thôi. Cái khi thành tâm á, thật ra hương với chuối đó nó không có ý nghĩa gì lắm, mà thật ra là để cho mình, khi mình làm vậy là mình thành tâm,
thành tâm mình mới minh nguyện, mới xin nói đại khái nói chuyện với chuột á, nói làm ăn rồi này kia mà để mà xin hồi đó kêu bằng ông không à, kêu chuột bằng ông xin mấy ông đừng có phá để cho làm ăn này. Thì cái đại khái là vậy, tức là năn nỉ, nhưng mà năn nỉ như vậy là dưới hình thức là cũng như một hình thức đại tâm tư đó, tức là mình không có chống lại, mình không có giết hại nó, mà mình chỉ là hòa hiệp thì là cũng xong cái là hết, không còn bị chuột phá nữa. Thì thầy mới nhớ cái chuyện đó, thầy nhớ cái chuyện đó, thầy nói phải năn nỉ đừng có phá nữa, chẳng thôi nếu mà phá là sáng mai không có thuyết pháp được, mất ngủ một đêm sao sáng mai mà tỉnh táo mà thuyết pháp, rồi yên cho tôi ngủ một giấc. Và sau đó là ngủ hoàn toàn im lặng, không có một con chuột nào cả. Cho nên thầy mới thấy là cái động vật á, đôi lúc á, nó hiểu mình, nó không phải hiểu qua cái ngôn ngữ đâu, nó hiểu qua cái làn sóng tâm á. Cái tâm mình á, thì sao là nó nhận được rất nhanh. Con chó cũng vậy, hồi đó thầy đi bác á, vô trong xóm nhiều khi chó nó ra một bầy, nó sủa ào ào đó, mình cứ đứng yên rồi mình rải tâm tư cho nó. Thật ra rải tâm tư là gì, mình cứ theo kiểu rải tâm tư là nguyện cho thế này thế kia, theo bài bản không phải vậy, mà mình phát một cái tâm hiền thiện, thân thiện với nó, giống xem nó như là bạn bè thân thuộc, chứ không phải, chứ không có gì thù oán hết, không có sợ hãi, không có thù oán là tự nhiên nó im liền à. Rất là lạ. Cho nên thầy nhiều khi mình rải tâm từ hay cái gì đó rất là thực tế, chứ không phải là mình cứ theo một cái bài bạn cứ ngồi cứ nguyện cho thế này thế kia, không phải vậy. Nhưng mình đọc lui đọc tới nữa như là cái máy á. Còn bây giờ mình thật rất là thành tâm nhìn mấy con chó đó với một cái tâm rất là hiền thiện, không sợ hãi mà giống như thân thiện á, đó là tự nhiên hết. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, có phải việc giảng kinh theo chú giải là đang vay mượn kinh nghiệm của các nhà chú giải để nói về kinh nghiệm của Đức Phật? Xin thầy chỉ dạy mặt tích cực và hạn chế của cách học này ạ. Thật ra là cái đó nó có giá trị trên pháp học, trên định nghĩa các từ ngữ thôi. Nhưng mà thí dụ như ông Angulimala, ông giết người như vậy, nhưng mà khi Đức Phật ngài nói là ngươi chưa dừng lại, thì ông không lấy từ điển ra mà tra có thử là dừng lại là làm sao ta ông không có tra từ điển, mà hồi đó ông không có từ điển để tra, không có chú giải gì hết á, chưa có chú giải gì cả, thì ông trực tiếp giác ngộ liền. Là bởi vì khi đó Đức Phật ngài trực tiếp chỉ cái tâm của ông á, cho nên ông thấy ra ngay lập tức. Vậy thì tất cả những lời Phật dạy đó là mình phải trực nhận ngay cái cốt lõi của cái lời nói đó, tức là cái sự thật của lời nói đó là gì, thì khi đó mình mới là tu chứng được. Còn nếu mà cứ ngồi một cái định nghĩa hoài thôi là không được. Nhưng bởi vì cái người nó khổ một cái này, lẽ ra một người rất bình thường mà nói thẳng, chỉ thẳng vào sự thật là họ thấy ngay. Nhưng mà cái lời dạy của Đức Phật là đi qua những người đầy lý trí, tức là đọc vô thì phải là chữ này nghĩa gì, gốc gì thế này thế kia đó, cho nên đâm ra đó. Rồi mà bản thân họ cũng không biết nữa, đôi lúc họ phải ra từ điển, ra từ điển để mà coi từ cái từ này nó gốc gì, rồi khi đó họ mới hiểu qua cái từ ngữ, rồi họ mới định nghĩa đó. Thành ra có nhiều người hỏi thầy là
Thì xin thầy định nghĩa cho con cái từ gì đó. Thầy nói tại sao lại đi tin định nghĩa của thấy? Tại sao con phải từ thấy ra mà con lại tin vào định nghĩa của thầy là sao? Mà bây giờ thầy định nghĩa rồi thì con đâu có thấy. Con đâu có thấy được cái thầy định nghĩa cái gì. Cho nên đó, thực ra đó, qua chú giải đó, thì nó làm giới hạn cái mà thực là một và cái vô lượng của lời Phật dạy. Thầy lấy một ví dụ như thế này, khi nói là vô thường thì ai cũng cứ nghĩ tới cái chuyện vô thường là cái hoa khi nở khi tàn, trăng khi tròn khi khuyết, đó, khi mưa khi nắng, khi thế này thế kia, cứ nghĩ đến cái chuyện đó không à, mà quên rằng á, không phải vậy đâu, không phải vậy. Mà thấy vô thường là thấy bằng cái tâm của mình, tức là bây giờ nó có thường hay vô thường gì cũng cần biết, mà tâm mình vẫn không đồng trước cái vô thường hay thường đó mới gọi là thấy vô thường. Quý vị có nghe rõ không? Thấy vô thường á, không phải là bây giờ thấy cái ly rớt một cái mà mình nói là vô thường. Không phải. Nhưng mà mình thấy cái ly rớt mà tâm mình vẫn không đồng, đó mới là thấy vô thường. Cái tâm không đồng để thấy mới chính, chứ không phải là cái vô thường là chính. Chứ bây giờ nó có thường đi nữa thì mình tâm mình vẫn không đồng chứ, chứ tại sao phải vô thường mới là thấy. Cho nên đâm ra chấp vô thường. Đó. Vì cái định nghĩa vô thường là thế này thế nghĩa, đâm ra mình chấp vào cái vô thường đó. Mà quên rằng là bây giờ mình cũng cần biết là bây giờ sao cần nhìn ra mình đâu có thấy vô thường gì đâu. Nhưng bây giờ nó có vô thường hay là không vô thường á, thì quan trọng là cái tâm mình có đồng hay không. Đó. Thầy thường kiểm tra cái tâm của mình. Ví dụ như trong cái thời gian mà thầy làm cái tháp này này, thì thầy cũng đồng thời là đi nước ngoài, bởi vì 2007 thầy làm cái tháp, nhưng mà 2009 là thầy bắt đầu đi nước ngoài. Thì đi nước ngoài không phải là thầy không phải thầy cố đi, mà là do người ta thỉnh thôi. Thầy không bao giờ có cái cố đi Hoằng Pháp, không bao giờ cố ý đi Hoằng Pháp, mà là chỗ nào thỉnh thì thầy đi thôi. Lúc đầu qua bên Mỹ thì 3-4 chỗ thỉnh, bây giờ qua bên Mỹ nhiều khi 20-30 chỗ thỉnh, chẳng hạn vậy, là hết chỗ nào thỉnh nó đi. Đó. Thế thôi. Tức là người ta phải có nhu cầu thì mình mới đáp ứng. Chẳng phải là mình cứ thấy là mình hiểu cái gì rồi cứ mình đem ra cứ như là đem ra mà bán ấy, không phải như vậy. Thì do đó đó, khi mà người ta có lòng, tâm lòng á, người ta có nhu cầu á, thì khi đó nó rất là giá trị. Một cái lời nói có thể là tác động vào họ. Còn nếu mình cứ ngồi mà cứ định nghĩa, rồi bây giờ bản thân mình không hiểu, không biết định nghĩa, cho nên mình lại đi copy cái định nghĩa của mấy cái người định nghĩa trước, mà mình cũng không biết là người định nghĩa trước đó là nói đúng hay sai. Trong khi thầy rất là may mắn khi mà thầy đọc một cái Hành Tịnh Đạo của Buddha Gosa là viết á, thầy thấy rất nhiều sơ hở trong đó, và thầy biết chắc rằng là cái này là do ý ông chứ không phải Phật nói. Thí dụ như về thiền định chẳng hạn, thì ông toàn dùng những cái cách thiền định mà Bà La Môn dùng. Cái thiền định mà của Phật là hoàn toàn không phải. Kiểu Bà La Môn đó là Đức Phật đã bỏ rồi. Bây giờ ngài định kiểu khác. Định cái kiểu mà tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiệm trước tất cả mọi thăng trầm sinh diệt của cuộc sống á. Định đó chứ không phải là cái định mà tứ thiền bát định, không phải vậy. Nhưng mà tất cả đều ông đưa vào tứ thiền bát định hết. Không những là sơ hở, sai lầm mà còn bôi bác thiền định, chánh định của Đức Phật. Bôi bác trầm trọng chứ không phải là bôi bác sơ. Dễ sợ vậy. Vậy mà cứ tin ông 100% là sao?
Thầy không bao giờ học đạo theo kiểu đó. Đọc trong kinh, chỗ nào một câu vô lý là không được. Thí dụ như một trong bài kinh Đoạn Giảng. Đoạn đầu Đức Phật Ngài đã nói rất rõ. Tứ thiền hữu sắc không phải là hành Đoạn Giảng trong giáo pháp của Như Lai. Tứ thiền vô sắc cũng không phải là hành Đoạn Giảng trong giáo pháp của Như Lai. Đó, nói rất rõ đó. Hành Đoạn Giảng là gì? Trước kia sát sanh, bây giờ không sát sanh. Trước kia trộm cắp, bây giờ không trộm cắp. Vân vân. Đó, trước kia tham sân si, bây giờ không tham sân si. Vân vân. Đó là hành Đoạn Giảng. Hành đó rất đúng với là xạ, cái câu nói Đức Phật là xạ ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Hoàn toàn đúng với nhau. Đó. Hoặc là Đức Phật Ngài nói là có pháp không sinh, không hữu, không tác, không thành. Đó chính là cái mà hồi nãy Thầy nói là đào đế, diệt đế nè. Cái đó nó vốn là nó đã có sẵn có, chứ không phải là mình tạo ra. Cho nên nó không sinh, không hữu, không tác, không thành. Không phải do mình sinh hữu tác thành mà có. Vì sao vậy? Bởi vì nếu không có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành này, thì không thể nào thoát ly được cái sinh hữu tác thành của cái bản ngã vô minh hay dục đã tạo ra cái luân hồi sinh tử. Quá rõ. Nó rõ. Đức Phật Ngài nói là nó cực kỳ rõ luôn. Đó. Thế mà bây giờ đó, toàn là tu theo kiểu sinh hữu tác thành không thôi. Là sao? Đó là do chú dạy. Làm cho người ta nhầm lẫn cái mà đang giết người như vậy mà nói dừng lại là giác ngộ ngay. Rất là rõ. Ví dụ như bây giờ quý vị cũng biết là cái trái Phật thụ là trái gì không biết đó. Sao này là sao trái Phật thụ là cái gì nghĩ cũng ra. Bà gặp thầy nói đây này là thấy liền chứ làm sao này là chú dạy gì. Phải không? Chú dạy nghĩa là khi nào á thầy cũng không biết luôn. Bây giờ hỏi trái Phật thụ là gì thì thầy cũng không biết luôn. Lúc đó thầy mới đem chú dạy ra ở trái Phật thụ là thế này thế kia. Thì cái đó mới là phải cần tới chú giải chứ, phải không? Còn bây giờ trái Phật thụ đang nằm đây thì thầy nói Phật thụ đây, cho mắc mới gì mà phải chú giải. Cho nên ông Angulimala không cần chú giải, vẫn thấy, vẫn giác ngộ. Chuyện pháp luân đâu cần chú giải, mà các vị đó giác ngộ, các vị năm vị kiều trần như giác ngộ. Ông Yassa là cái người ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Mà Đức Phật Ngài nói một câu thôi là ông giác chứng quả Tu Đà Hoàn. Đâu có chú dạy nào đâu. Bây giờ thầy mới kể một câu chuyện để nói về chuyện chú dạy này. Câu chuyện thầy vi tiếu thôi. Đây là câu chuyện vi tiếu thầy bày đặt ra thôi, chứ không có. Không có trong kinh. Nhưng mà thầy mượn Đức Phật, mượn cái chuyện kinh để viết vi tiếu. Câu chuyện nó như thế này. Có một người đi rất là xa, trời nắng chang chang mà đi tới gặp yết kiến Đức Phật. Thì vô định lễ Đức Phật xong rồi á, khát nước quá cho nên không thể nào mà hỏi câu hỏi gì cả. Mà câu hỏi đầu tiên của ông là: bạch Đức Thế Tôn, có nước gì cho con uống với? Thì lúc đó Đức Phật đại khái là giả sử như Đức Phật đang uống trà đi, thì Đức Phật Ngài mới nói: trà đây, con uống đi. Đó. Câu chuyện đó được kể như sau: một thời Thế Tôn ở tại Kỳ Viên Tỉnh Xá, tự dưỡng đã cấp cô độc gần thành xa về. Lúc đó trời nắng chang chang, có một vợ đạo sĩ đi đến đó. Đó, bây giờ mình ngồi mình cứ tùng cái bài kinh đó, đó. Rồi đại khái là đó. Rồi sau đó Đức Phật Ngài đưa trà đây, con uống đi. Cái bài kinh được ghi chép lại và đưa qua Trung Quốc nói trà thì thôi tuyệt vời luôn, tôi biết rành lắm mà. Trà là bao nhiêu loại, chú giải đó.
Trà nó có bao nhiêu loại? Trà Thiết Quan Âm nè, Cao Sơn trà nè, rồi trà này nè kia nè. Mỗi cái trà như vậy đó, người ta phải chế biến như thế nào, trồng ở đâu đó, nói rất là kỹ càng, chú giải rất kỹ càng. Chú giải rất kỹ càng. Mà trà như vậy là phải uống bằng chế bằng cái bình gì, nước gì đó, đồ nóng bao nhiêu. Thôi anh chú giải thành một cuốn sách dài như thế này nè, trong khi Đức Phật Ngài nói là trà đây con uống đi thôi, thì bây giờ là qua Trung Quốc là nó trở thành chú giải thành một cuốn sách về chữ trà mà Đức Phật Ngài nói. Chữ trà này là... nhưng mà khi đi qua bên Anh á, thì Anh nói, ủa sao trà vậy, trà bên tôi là nó khác, trà bên tôi là bỏ đường bỏ chanh vô uống khuấy khuấy nên uống cho đâu có cái trà kiểu mà chế biến đâu kiểu Trung Quốc à. Là hai bên cạnh nhau thành hai trường phái đó. Qua Tích Lan là thành một trường phái khác nữa, qua Việt Nam là qua một trường phái khác nữa. Cho nên đó là lý do vì sao sau khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi thì chỉ của một chữ trà thôi đã có là hàng chục trường phái. Đó là do gì? Do chú giải mà ra. Tại sao mình không bằng cả cái tâm nhiệt thành của mình để thấy ra cái thực đó? Cái thực mà Đức Phật Ngài nói mà qua chú giải chứng tỏ là mình chưa thấy. Còn nếu mình thấy thì chỉ ngay đây trái Phật sổ cho mắt mới gì mà phải cần chú giải. Cái điều đó nó quá rõ ràng. Cho nên á, Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Kalama là rất tuyệt vời. Nhưng mà người sau là cũng hiểu lầm luôn. Ngay cả bởi Kinh Kalama cũng hiểu lầm luôn. Đức Phật Ngài nói á, đừng có nghe cái tin đồn hay là truyền thuyết hay là cái điều gì mà lưu truyền lại mà cho là cổ xưa, cho là các cái bậc đạo sư hay là Phật gì nói vậy á. Đừng có vội tin, mà cũng đừng có vội bỏ, mà là phải trải nghiệm thực để thấy xem thực nó có đúng sự thật hay không, đúng với cái thực hay không. Cái chữ cái thực đó sự thật đó đó, thì kinh là dùng chữ tham ma. Trong kinh là dùng chữ tham ma. Cho nên á, mà bây giờ tham ma đó thì người ta lại hiểu rằng là lời Phật dạy. Do đó một điều tức cười là bây giờ mình muốn đọc lời Phật dạy thì mình phải đối chiếu với lời Phật dạy là sao? Không phải là lời Phật dạy, chữ tham ma đó không phải là lời Phật dạy, mà tham ma nó là thực. Tức là đối chiếu với cái thực. Đối chiếu với cái thực, thí dụ như thầy nói là trà nó cũng ngọt ngào như mật vậy đó. Ví dụ thầy nói vậy. Bây giờ cứ tin nó mà cái gì. Lấy mật nếm nếm cái thấy ở cái này là trà, tại vì nó ngọt ngào. Mà tại sao lại tin như vậy? Bây giờ lấy trà mà ngầm thử coi, nó chắc chát đắng đắng chứ làm gì có ngọt. Vậy thì mình phải đối chiếu là xem thử trà là nó chắc chát đắng đắng hay là trà là ngọt. Phải đối chiếu với cái thực. Thế đối lấy kinh điển để đối chiếu là sao? Cho nên ngay cả một cái trường đó không á, cũng đã làm cho người ta hiểu lầm một cách trầm trọng. Phải đối chiếu với cái thực. Tức là khi dụ như bây giờ mình giữ giới thì mình nói đúng là giữ giới thì mình giải thoát, nên tự do. Tự do ra khỏi trộm cắp, tự do ra khỏi tà dâm, tự do ra khỏi sát sanh. Thì giới là giúp mình tự do, quá đúng. Cho nên có một lần thầy giảng ở bên Úc á, thầy nói cái mục đích của giới là tự do. Ông sư đó ông cãi lại. Giới là ràng buộc chứ sao là giới tự do. Thế là trời ơi, giới mà hiểu là ràng buộc thì chết rồi. Bây giờ mình thoát ra khỏi sát sanh thì đó là mình tự do, thoát ra khỏi trộm cắp là mình tự do, chứ tại sao
là ràng buộc là sao? Đó là vì không hiểu giới cho nên dùng giới để ràng buộc mình. Chứ còn giới là biệt giải thoát thu thúc giới mà. Tức là mỗi giới là mỗi giải thoát. Chứ sao giới là trở thành ràng buộc là sao? Còn bây giờ mình giữ giới cho trong sạch để thấy ai mà không giữ giới là chỉ trích. Đó là bạn ngã giới. Chứ không phải là giới của sự giải thoát. Mình phải đi sâu vào cái đạo mới được, chứ còn mình cứ trên chữ nghĩa mà nói thì làm sao được.